Rồi, chuyên xe của Giá Rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng Sáu Mấy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh em một con quay S nha. Nãy giờ nói chung là quay RS rồi rất là nhiều ha. Quay RS rất là nhiều thì bây giờ lên sóng cho anh em một con quay S nha. Thì anh em thiện chí thì liên hệ đến cửa hàng nha. Con này cũng là máy móc zin anh em ạ. Con này là máy móc zin ha, 11.500, cũng là biển 4 số luôn, sang tên được, rút gốc được anh em ạ. Bánh căm thắng đĩa nha anh em, bánh căm thắng đĩa, con này là 208, quay S 208. Xe thì máy móc zin, còn em sẽ đi chi tiết để anh em đánh giá xem là ok không ha. Nếu mà ok thấy được hợp lý thì anh em có thể liên hệ đến cửa hàng qua cái đầu số là 0983533445. Con này thì nói chung là giá là còn bớt nhẹ anh em ạ. Giá cả là còn bớt nhẹ anh em, thiện chí là cứ gọi thôi. Áo nè. Áo này thì có chày. Có chày nhẹ anh em. Coi chi tiết cho anh em ha, chi tiết cho anh em. Biển còn 4 số nha anh em, biển còn 4 số luôn. Xi nhan đèn rồi tất cả mọi thứ này. Đẹp lắm. Phuộc. Cà te này. Niềng thì niềng không phải của nó rồi, niềng này không phải của nó rồi. Niềng này thay rồi. Căm. Đâm. Cà te này. Đấy. Còn em đánh giá thôi. Chung là chi tiết cho anh em đánh giá thôi. Đó, còn giá cả thì hợp lý thì anh em liên hệ hả? Giá thì còn bớt nhẹ, hợp lý thì anh em liên hệ ha. Mọi chi tiết là đẹp lắm anh em ạ, mọi chi tiết là ok, chuẩn chỉ luôn. Dàn chân này, máy là cục máy là nguyên nha, cục máy là không có rớt nha, không rớt đầu, không khói, không có làm gì hết luôn á, còn nguyên hết á. Đấy anh em. Chạy gì đây chứ. Con này giá mềm anh em ạ. Thật ra sao mà giá nó mềm. Nó rẻ. Với hai nữa là cái áo sống đồ nó cũng xấu anh em. Con này được cùng máy thôi. Con này được cùng máy thôi anh em ạ. Còn cái dàn ngoài thì nhìn nó theo thời gian, theo năm tháng nên nó không có đẹp lắm. Con này cũng không có đẹp lắm. Đấy. Đó. Buôn bán thì nói chung là xe cộ như thế nè, có sao là chia sẻ vậy luôn anh em ha, không có giấu, không có giếm gì hết á, anh em thiện chí là mua được là mua thôi đấy, không có phải là giấu giếm hay là nói quá lên con xe như này mà nói quá lên không có anh em ha. Giá cả thì nói chung là 11 năm, còn thương lượng nhẹ đấy, còn thương lượng nhẹ cho anh em, còn anh em thiện chí thì anh em gọi thôi đấy, thiện chí thì gọi thôi anh em ạ. Nói chung là mua về đi cày anh em ạ, mua về đi cày thì nói chung anh em quan tâm là máy móc nó zin cho anh em là được rồi, máy móc nó ổn định cho anh em được rồi, với lại quăng quật là nó không có xi sợi hết. Nói chung là mấy dòng này thì thực sự mà nói với anh em là máy móc của nó là cực kỳ ngon. Anh em đi là đi tốt dùng bền luôn á, không có sợ, không có suy nghĩ gì hết á. Nó chỉ là hơi xấu cái mã chứ thôi, chứ còn đâu là máy móc là cực kỳ ok, ổn định cho anh em. Đi lại quăng quật, đó, điền còn oxy, đường dưới là còn nè. Theo dầu này. Nói chung là mấy cái con này thì ví dụ như anh em đi mà anh em để ở ngoài, anh em cũng không có lo anh em ha. Tại vì nói chung là nhìn nó xấu xấu, mấy bọn kia nó cũng không thích đâu. Giờ nó thích là mấy chiếc nào đẹp đẹp mã cơ đó. Chứ còn mấy chiếc này thì nó cũng không thích lắm đâu. Đấy. Nên là anh em yên tâm ha. Nói chung là cứ đi kỹ càng khóa lại là ok hả? Xăng cộ là nó tiết kiệm cho anh em luôn. Mấy hàng này thì nói chung là nó rẻ anh em ạ. Máy móc thì các chi tiết, các cổ thiếu thì nói chung là sửa chữa rồi nó cũng rẻ anh em. Ít hỏng vặt anh em ạ. Mấy con này thì ít hỏng vặt anh em. Tiết kiệm xăng nhé, nếu mà xe cũ mà đi với dòng này của Honda thì nó tiết kiệm hơn là xe Yamaha rất là nhiều anh em ha. Xe Yamaha thì nó sẽ chạy êm hơn, bốc hơn, nhưng mà nó ăn xăng thì cực kỳ luôn anh em ạ.
anh em cứ để ý mà xem, mấy dòng anh em phải đi Yamaha rồi anh em mới biết được là Yamaha nó ăn xăng cực kinh. Mấy cái đời cũ của Yamaha nó ăn ngang cái tay ga anh em ơi. Còn mấy con này thì nó khác, mấy con này là đi nó ít hao xăng hơn hẳn luôn. Máy bánh nổ thì thầm anh em nhé, máy bánh nổ thì thầm 11 năm, giá còn bớt nhẹ thì thiện chí thì alo thôi, thiện chí alo Hoàng Sáng 0983533445 nhé. Thì mấy con xe như vậy thì trung bình như vậy thì em sẽ đi sơ lược thôi, chủ yếu là báo giá sơ lược để anh em thôi. Áo sống tem bọng là còn hết ha, đấy, dành chân dành áo rồi, nói chung là còn hết anh em, không có gì hết. Thì báo giá sơ lược thôi, còn những con nào mà ví dụ như nó mộc nó đẹp hơn hay là như thế nào đó thì em sẽ đi chi tiết, em sẽ đi kỹ hơn, chu hơn nữa. Còn ví dụ mấy con trung bình như thế này thì nó đơn giản thì em đi ít thôi ha, không chi tiết nhiều hả? Nhưng mà đủ để anh em nhìn nhận được là một con xe, biết được là con xe cái chất xe của nó như thế nào nha anh em. Tuy là em đi không có nhiều thời gian, đi không có quay kỹ, nhưng mà tất cả các chi tiết em đều nói hết nha. Hãy dành chân dành áo hay là như thế nào, có vấn đề gì hay gì là em đều chi tiết hết, em đều nói hết nha mọi người. Đó. Em gói gọn nó nhanh hơn thôi. Thôi vậy nha anh em. 11.500.000 còn bớt nhẹ, sang tên được cũng gốc được. Đó.